Kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin buổi trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý vị, hôm nay thứ Tư ngày 16 tháng 10, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý sau đây. Chiều ngày 15 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2019. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Tân cùng các Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Ngọc, Trần Văn Chiến, Dương Văn Thắng đồng chủ trì hội nghị. Tại phiên họp, Sở Nội vụ đã thông qua tờ trình nội dung xây dựng nghị quyết quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp và mức hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh. Đối với nội dung này, Ủy ban Nhân dân tỉnh nêu quan điểm cần xem xét tính nhân văn, những tác động xã hội của dự thảo nghị quyết so với nghị quyết số 44 ngày 6 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng Nhân dân tỉnh được triển khai thực hiện từ năm 2013 đến nay. Việc phải sắp xếp và tính toán mức phụ cấp cho các đối tượng cán bộ không chuyên trách cần được đảm bảo, không bị giảm nhằm thu hút cán bộ có trình độ cao làm việc tại cấp xã. Sở Lao động Thương binh và Xã hội thông qua tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối tượng thuộc hộ gia đình không có khả năng thoát nghèo. Theo kết quả rà soát hộ nghèo, hiện toàn tỉnh có 1.409 hộ không có khả năng thoát nghèo, gồm những hộ người cao tuổi cô đơn, người khuyết tật nặng, người bị bệnh không có khả năng lao động. Trong đó có 1.044 hộ nghèo vĩnh viễn, 365 hộ nghèo có số ít thành viên bị bệnh tật nặng phải điều trị trong thời gian dài, mắc bệnh hiểm nghèo. Để thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các huyện cần sớm rà soát lại 365 hộ nghèo có số ít thành viên bị bệnh tật nặng phải điều trị trong thời gian dài để đưa vào đề án hỗ trợ đối tượng thuộc hộ gia đình không có khả năng thoát nghèo. Tại phiên họp, Sở Xây dựng đã thông qua tờ trình quy định hệ số K, điều chỉnh giá đất để tính tiền sử dụng đất đối với nhà ở riêng lẻ có khả năng sinh lợi cao tại vị trí mặt đường khi bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhà ở hệ số K là dạng nhà trước đây sắp xếp cho các đồng chí lãnh đạo ở cho thuê, nay còn 21 căn. Hiện nay việc xác định giá chưa phù hợp, không theo sát với giá thị trường. Đề nghị Sở Xây dựng có văn bản chính thức gửi Bộ Xây dựng xin ý kiến chỉ đạo việc áp dụng hệ số K với những hộ này cho phù hợp. Thưa quý vị, chiều hôm qua ngày 15 tháng 10, Hội đồng Nhân dân huyện Tân Biên khóa 11, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp bất thường bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện với sự tham gia của 26 trên 29 đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016-2021. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân huyện Tân Biên đã thông qua tờ trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện đề nghị và biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Tân Biên khóa 11 đối với ông Nguyễn Văn Hồng, với lý do sắp xếp cán bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh và thông qua tờ trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Tân Biên về việc giới thiệu nhân sự ứng cử để Hội đồng Nhân dân huyện bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Kết quả, Hội đồng Nhân dân huyện Tân Biên đã nhất trí bầu ông Huỳnh Minh Lý, Phó Bí thư Huyện ủy Tân Biên, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện khóa 11, nhiệm kỳ 2016-2021. Chiều ngày 15 tháng 10, Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Thành tổ chức hội nghị tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trên địa bàn huyện. Đến dự có ông Hồ Đức Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh. Tại buổi tiếp xúc đối thoại, sau khi nghe lãnh đạo huyện thông báo khái quát tình hình phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng đảng, chính quyền trong 9 tháng đầu năm 2019, những vấn đề được cử tri, dư luận quan tâm thời gian qua và trả lời của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền huyện về các ý kiến tiếp nhận trước đó của nhân dân. Đại diện các tổ chức cá nhân đã có ý kiến kiến nghị cấp ủy đảng một số vấn đề như đề nghị ngành chức năng có biện pháp chấn chỉnh xe buýt chạy không đúng tuyến, phóng nhanh vượt ẩu, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Nhà nước cần xem xét giải quyết chế độ chính sách đối với những người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế. Ngoài ra đề nghị lực lượng chức năng có giải pháp nhằm đấu tranh ngăn chặn, trấn áp các loại tội phạm và cho vay nặng lãi, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, buôn bán, v.v. Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Nam Hưng, Bí thư Huyện ủy Hòa Thành đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của cấp ủy chính quyền các cấp trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng thời, chỉ đạo chính quyền và các ngành chức năng sớm khắc phục những vấn đề còn tồn tại để phục vụ nhân dân được tốt hơn trong thời gian tới.
Sáng hôm qua ngày 15 tháng 10, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Châu do ông Võ Quốc Thắng, trưởng ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà cho các cán bộ dân vận cơ sở tiêu biểu trên địa bàn huyện. Tại các xã Tân Phú, Tân Hương, Tân Trung, Tân Hội, đoàn đến thăm và tặng quà cho các cá nhân như Sư Minh Trực, trụ trì Tịnh xá Ngọc Tâm, Chàm Sền Cả Chùa, Thánh đường Hồi giáo ấp Tân Trung B, ông Ninh Phai, người có uy tín trong cộng đồng dân tộc ấp Tầm Phô, Linh Mục Phạm Văn Hảo, giáo xứ Tân Hội. Tại các nơi đến thăm, thay mặt đoàn, ông Võ Quốc Thắng, trưởng ban dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã cảm ơn và ghi nhận những đóng góp to lớn của các cá nhân trong công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Dịp này, ông trao tặng mỗi người một phần quà và ân cần thăm hỏi chúc các cá nhân và gia đình dồi dào sức khỏe và tiếp tục gắn bó cũng như có nhiều đóng góp cho công tác dân vận của Đảng trong thời gian tới. Chiều ngày 15 tháng 10, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Châu Thành tổ chức kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15 tháng 10 năm 1946, 15 tháng 10 năm 2019 và tuyên dương gương thanh niên sống đẹp, thanh niên tiến bộ năm 2019. Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 63 năm xây dựng và trưởng thành của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Anh Lê Đức Lập, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Châu Thành nhấn mạnh, trong những năm qua, cùng với phong trào thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Châu Thành ngày càng lớn mạnh và khẳng định vị trí quan trọng trong đoàn kết, tập hợp, chăm lo cho thanh niên, phát huy sức mạnh của các tầng lớp thanh niên tham gia phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ Tổ quốc. Tại buổi lễ, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện đã tuyên dương 6 gương thanh niên sống đẹp, thanh niên tiến bộ năm 2019. Những tấm gương được tuyên dương là những thanh niên tiêu biểu trên địa bàn huyện, là những nhân tố tích cực tham gia công tác đoàn và phong trào thanh niên tại đơn vị, xung kích thực hiện nhiều hoạt động tình nguyện tại địa phương, có nhiều công trình, phần việc, học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Châu Thành đã trao vốn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp cho 2 thanh niên, mỗi thanh niên được trao 10 triệu đồng. Thưa quý vị, hiện nay ở một số điểm trường có số lượng học sinh đông trên địa bàn thành phố Tây Ninh thường xuyên xảy ra tình trạng mất trật tự an toàn giao thông, khu vực trước các cổng trường học, vào giờ tan trường của các trường, đặc biệt là buổi trưa và buổi chiều. Theo ghi nhận của phóng viên, tại điểm trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo ở phường 2, thành phố Tây Ninh, vào giờ tan học buổi trưa, tình trạng giao thông nơi đây rất rối loạn. Vào trước giờ tan trường khoảng 10 phút, đã có nhiều xe ô tô, xe máy đậu hai bên lề đường, kéo dài hơn 20 mét trên đoạn đường trước cổng trường. Khi các em tan trường ra, lại thêm lượng xe mới đến và đổ xe tại khu vực này tràn ra đường, chiếm gần hết đoạn đường gây ách tắc giao thông. Bên cạnh đó, còn có một số xe ô tô quay đầu xe, làm cho việc di chuyển càng khó khăn hơn. Mặc dù đã có sự hỗ trợ của lực lượng bảo vệ dân phố, nhưng cũng không giải tỏa được tình trạng xe đông nghẹt gây nghẽn ở khu vực này. Ở khu vực trước cổng trường này đã đặt biển báo giao thông cấm đổ xe và biển cấm quay đầu xe ô tô. Tuy nhiên, nhiều xe máy và xe ô tô vẫn vi phạm quy định về giao thông đổ xe ở đây. Đồng thời, một số xe ô tô còn quay đầu xe. Nguy hiểm hơn là các em học sinh len lỏi trong dòng xe để băng qua đường. Nguy cơ tai nạn giao thông rất cao. Do đó, thiết nghĩ, trong khi cơ quan chức năng chưa quan tâm xử lý tình trạng vi phạm quy định về giao thông ở khu vực này, thì hơn hết, mỗi người tham gia giao thông hãy nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông để bảo vệ an toàn cho chính con em của mình. Ngày 15 tháng 10 năm 2019, Công an thành phố Tây Ninh cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Hoàng Phong, sinh năm 1985, ngụ Long Thành Nam, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 14 tháng 10 năm 2019, sau khi uống cà phê xong, Lê Hoàng Phong điều khiển xe máy SYM biển số 70J1-00747 chạy trên đường Võ Văn Truyện, thành phố Tây Ninh. Khi đi qua một cửa hàng bán quần áo đang mở cửa không có người trông coi, Phong liền đi vào cửa hàng lấy trộm cái bóp màu xanh, một điện thoại iPhone 6 Plus và gần 2 triệu đồng tiền mặt. Tuy nhiên, chưa kịp tẩu thoát thì bị chủ cửa hàng phát hiện. Phong năn nỉ xin tha nhưng bị chị chủ cửa hàng tóm lại. Sau khi giãy giụa chạy ra xe tẩu thoát thì bị người dân xung quanh khống chế bắt giữ và trình báo công an. Được biết, Phong từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Tây Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.